Anh em, tháng trước thì Vinsmart có giảm giá trước Vinsmart Line chỉ có 3.350.000, còn số lượng bán thì rất là kinh khủng luôn. Anh em liệu có đang chờ một tin vui khác hay không? Mình có một cái bật mí đến với anh em. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc Vinsmart Zone 2 Plus, mức giá hiện tại là trên 2 triệu đồng. Anh em nghĩ thế nào nếu nó chỉ dưới 2 triệu? Nó chỉ dưới 2 triệu nhé, thì anh em sẽ nghĩ nào? Anh em đừng nghĩ đây là một sản phẩm có hình thấp, dưới 2 triệu mà được một sản phẩm mới và cũng thể chơi được rất là nhiều game, thì anh em nghĩ sao? Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip trải nghiệm sơ qua về game của chiếc máy này cho anh em biết liệu mình giảm giá sản phẩm này dưới 2 triệu anh em có ủng hộ hay không. Mình sẽ dựa vào cái lượt mà comment của anh em, mình sẽ bán sản phẩm này cho anh em luôn với mức giá rẻ chỉ dưới 2 triệu cho anh em nhá. Anh em chú ý xem mình chỉ làm mất mấy phút trải nghiệm game sơ qua cho anh em xem nó sẽ là như thế nào nhá. Đây nha anh em, trên tay mình hiện tại là chiếc Vinsmart Zone 2 Plus. Sản phẩm này thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 2.350.000. Cuối tháng vừa giờ thì nó khuyến mại còn 2.190.000, nhưng bây giờ nó lên 2.350.000 rồi. Nhưng nếu với giá thành như thế này thì ngay bản thân bây giờ anh em nhìn thấy không phải chê gì đâu nữa, đúng không? So với sản phẩm này thì mình nghĩ nếu mà những thương hiệu ca lớn nổi tiếng thì có lẽ chỉ cạnh tranh, chỉ những cái chiếc máy mà cạnh tranh được với sản phẩm này thì chỉ có Xiaomi Redmi 7A. Nhưng nếu anh em ủng hộ, nếu clip này của mình được nhiều lượt xem hay nhiều lượt chia sẻ, mình sẽ giảm giá mức giá sản phẩm này với mức giá là dưới 2 triệu thì anh em nghĩ sao? Chắc chắn với mức giá đấy thì sẽ không có một đối thủ nào có thể cạnh tranh được. Ở đây mình đang nói vấn đề chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua một chiếc máy mới, đập hộp và lại được bảo hành chính hãng các bạn nhé. Được bảo hành chính hãng. Nếu so với mức giá 2.350.000 mà được bảo hành chính hãng với cấu hình hiện tại của sản phẩm này thì có lẽ là hiện tại vẫn đây bây giờ đã không có đối thủ rồi. Redmi 7A nếu mà là bản chính hãng thì nó phải rơi vào 2.500.000 cơ, với cấu hình là, mình nói cụ thể cấu hình của sản phẩm này cho anh em biết, hiện tại sản phẩm Zone 2 Plus này mình đang cầm trên tay là sản phẩm với RAM là 2GB, bộ trong là 32GB và CPU của nó là Snapdragon 450 anh em nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy qua về hình thức và hình dáng của sản phẩm này không có gì phải chê cả. Mặc dù mặt lưng nó là lưng nhựa nhưng nó được làm cái màu rất là đẹp, cảm giác như bằng kính luôn. Cũng có camera kép để chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông được, có cả vân tay được luôn. Redmi 7A thì không hề có vân tay anh em ạ. Đây có cả vân tay luôn. Và điều đặc biệt là màn hình giọt nước. Màn hình này thì mang xu hướng rất là hiện đại và rất là đẳng cấp đúng không anh em? Đó, mình đang download một số game để tí mình trải nghiệm cho anh em xem, tốc độ đào nó tương đối là tốt. Mình đang một cái game Alpha 8 với dung lượng là hơn 1 GB. Trên này thì mình đã cài thành công game PUBG rồi. Cái việc ngày hôm nay mình làm chủ yếu là mình sẽ chơi game trên chiếc máy này cho anh em để xem nó là như thế nào. Khi mà chúng ta bỏ ra mức giá chỉ tầm 2 triệu thôi, mua được máy thì chúng ta đã chơi game rất tốt rồi đấy. Thì còn gì phải suy nghĩ đúng không anh em? Các bác lớn tuổi, các bác không chơi game thì sản phẩm này nó hỗ trợ các bác đầy đủ các chức năng, đầy đủ các tính năng mà các bác cần. Ví dụ như là mạng xã hội, đọc báo hay là xem YouTube thì sản phẩm này không cần phải chê gì luôn. Thậm chí là các bác có thể cài được một số ứng dụng khác mà nó hoàn toàn sử dụng mượt trơn tru rất là nhiều luôn. Ví dụ như là la bàn phong thủy này, hay là một số ứng dụng như là nghe đài, xem TV các thứ đều đầy đủ. Đó, những chức năng đấy thì không cần phải bàn cãi, sản phẩm nó chơi thoải mái rồi. Còn về game thì cụ thể hôm nay là mình sẽ làm về game cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì phải nói về game online. Mình đã cài tất cả ở đây và mình chơi 3 game này hoàn toàn bình thường. Game Alpha 8 thì chút nữa mình sẽ chơi. Nhưng anh em mua máy, game online anh em chơi rất ít, thi thoảng anh em mới chơi thôi. Mà chủ yếu là chúng ta sẽ chơi game online đúng không? Hiện tại chơi game online tại Việt Nam ấy là chúng ta sẽ chơi Liên Quân này, Free Fire này, Luật Sinh Tồn này, một số game online dạng chiến thuật. Nhưng chơi game mà mình cảm thấy nó nặng nhất và được nhiều người chơi nhất ấy, đó là game PUBG này, thì mình chỉ cài cái game thôi. Chứ nếu mà để cài tất cả game kia thì nó rất là mất thời gian của anh em, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cài PUBG và mình sẽ chơi được thử một trận luôn. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang chơi game Alpha 8, là một game offline tương đối nặng. Đó, mình sẽ vào với game PUBG nha. Ok anh em. CPU là Snapdragon 450, cũng tương đối tốt, là một CPU của hãng Qualcomm, có đồ họa cũng khá là ok. RAM là 2GB thì để đủ cho anh em đa nhiệm cũng tương đối ổn rồi. Bố trong là 32GB thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì nữa. Mặc dù là sản phẩm này cũng có thể cài được cả thẻ nhớ luôn, nhưng nhiều khi 32GB chúng ta cũng không cần phải dùng thẻ nhớ đâu đúng không? Dùng được 2 SIM nhá.
Đã có cổng sạc Type-C luôn rồi nha. Đó, nó báo là game Alpha 8 đang xong luôn này. Đào rất nhanh luôn, đào hơn ghi mà chỉ có tầm khoảng 5-6 phút thôi. Mình vừa tải xong, thế thành ra nó có cái quà cho người mới. Ok, mình vào chơi luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy màn hình của nó là tương đối tốt, không quá là rẻ tiền, màn hình rất là đẹp luôn ấy. Mình thấy màn hình này còn đẹp hơn màn hình của chiếc Redmi 7A đấy anh em ạ. Thứ nhất là nó có giọt nước này, hiện đại này. Thứ hai là bo các góc này, trông rất là rộng luôn. Ok nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tương đối là mượt này. Về âm thanh thì bình thường thôi. Ok, nó nhảy luôn rồi. Mình sẽ cùng chỉnh cấu hình nhé. Với phần đồ họa nào, mình sẽ chỉnh là cân bằng. HD thì không được anh em ạ. Sản phẩm này không hỗ trợ được màn hình HD, mà chúng ta sẽ chỉnh cân bằng. Tốc độ khung hình chỉ là chỉnh là thấp thôi. Và mình sẽ chỉnh là như thực này, nhìn cho nó sướng. Ok, nhảy luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là nó cũng không là phải là mượt cho lắm, nhưng mà dù sao thì như thế này chúng ta cũng có thể chơi được. Với mức giá là tầm 2 triệu thôi, mà nếu mà có giảm giá dưới 2 triệu thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không anh em? Đó. Cái việc mình giảm giá sẽ dựa trên cái lượt xem và lượt thích của sản phẩm này anh em nhá. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tặng cho các bố các mẹ cũng được, bởi vì có thể gọi hình ảnh qua Facebook, có thể gọi Zalo. Bởi vì sản phẩm này là cấu hình như này là dùng thoải mái luôn. Còn về vấn đề chơi game thì các bạn học sinh với mức giá tầm khoảng 2 triệu các bạn mua cũng rất là hợp lý. Chơi được PUBG thì chơi game khác cũng vô tư rồi. Đó. Về âm thanh thì cũng mang tính trung bình anh em ạ. Chất lượng âm thanh thì cũng bình thường. Âm loa hơi bé, mình thấy loa hơi bé. Mình vừa nghe tiếng súng ở đâu đó quanh đây.
Alo, alo. Cậu ô tô đi nào. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Trời rất là vượt luôn nhá. Này, cỏ này, cỏ cây là chúng ta có thể nhìn thấy là rất là đẹp này. Đấy, cũng dạng ok. Mình đồ họa thì ở mức trung bình thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ lắm, đúng không anh em? Đó, chơi PG, PG mà như thế này thì chơi game khác cũng ngán gì đâu, thoải mái luôn. Đấy, mình sẽ xoắn chiếc xe này và mình giết nó. Mình bị nó giết rồi anh em ạ. Ok nhá, chơi game PUBG được như vậy thì chơi game khác thì chúng ta cũng không phải ngán đâu. Bây giờ mình thoát ra mình để chạy bình thường và mình sẽ thử vào game một game khác là game Alpha 8 xem như nào. Game này tương đối là nặng ấy. Và game đua xe. Mình đang có một chiếc Ferrari. Đó, không tệ đúng không anh em? Với mức giá mà chỉ tầm 2 triệu thôi thì sản phẩm đã là quá là không tệ rồi, đã là quá là ngon rồi. Em có thể chơi rất là nhiều game online, anh em có thể chơi được thoải mái, anh em có thể giải trí vô tư với sản phẩm này luôn. Thế vậy còn dưới 2 triệu thì không cần phải suy nghĩ gì luôn, chúng ta có thể xuống tiền lấy được luôn. Anh em xem, anh em comment cho mình, anh em ủng hộ, anh em like và anh em share. Nếu mà số lượng được anh em ủng hộ lên đến 10.000 thì mình sẽ chính thức giảm giá sản phẩm này đến toàn bộ anh em luôn. Anh em khi mà nếu anh em không muốn, anh em có thể mua hàng ấy, thì anh em cứ vào cái link phía dưới phần mô tả của mình để đặt hàng. Mình sẽ chuyển hàng cho anh em trên toàn quốc. Nhận được sản phẩm này anh em phải bóc ra, anh em kiểm tra. Ok, anh em phải trả tiền nhá. Và sản phẩm này được bảo hành tại chính hãng lên 18 tháng, thời gian đổi mới lên đến 101 ngày, từ toàn bộ hệ thống siêu thị Vinpro, Vinmart và tại những trung tâm bảo hành của Vinsmart ở trên toàn quốc, là anh em cứ thoải mái yên tâm luôn. Anh em xem nếu cảm thấy thích thì anh em like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt anh em nha.